Ok, hello tất cả các bạn nha. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel Galaxy của mình. Thì chúng ta lại chiến tiếp tục với series ADK của mình nha các bạn. Bữa nay á, thì mình hơi ngặt mũi tí hơn. Vì thế là các bạn chịu khó xem nha các bạn. Có thể là mình nói cái giọng nó hơi bị khác khác á. Nó hơi khắp khắp. Kiểu mà nó hơi bị khan tiếng á. Chiều giờ kiểu mà bị cảm khó chịu quá các bạn ơi. Nói chuyện mà nước mũi nó chảy lồng gồng luôn á. Khó chịu thật sự. Giờ này thì mình vừa mới uống thuốc xong nó đỡ đỡ rồi, có điều nó hơi buồn ngủ các bạn. Nhưng mà mình vẫn cố gắng làm ít nhất 3 tập cho các bạn xem. Ngày mai chủ nhật mà đúng không? Làm 3 tập cho các bạn xem cho đã nha. Vì thế là bạn nào yêu thích cái series video ADK của mình á, chứ mà kiểu mà khích lệ tinh thần làm video của mình, các bạn nhớ kéo xuống cho mình một like với một lượt đăng ký nha các bạn, để mình có tinh thần làm video nhiều nhiều cho các bạn xem nha. Rồi để coi coi mình sẽ nhiệm vụ đầu tiên vô cứ vào server tập đầu tiên các bạn, mình sẽ kiểm tra cái số trứng. Uầy, 141 trứng Phalanx nha các bạn. Ở đây chúng ta có 18 trứng Phalanx nữa rồi. Rồi bên đây 26 nữa nè. Ngon luôn. Bây giờ quan trọng là mình chỉ cần trứng Phalanx thôi. Tại vì trứng Phalanx này cần khá là nhiều các bạn. Trứng pha led thì chúng ta có thể là chế tạo được kibble silet. Rồi trứng omega hay ít đó. Rồi trứng omega đây. Trứng omega thì chúng ta cũng cần số lượng nó ít các bạn, chỉ có pha led là cần hơi nhiều. Rồi tổng cộng là 187 trứng pha led, rồi 158 trứng omega ha. Rồi nghiên cứu chế tạo kibble tiếp nha các bạn. Ở cuối cái tập trước á, thì mình hơi chơi ngu tí. Tự nhiên cái chịu hồi cái con gì nè. Cái con Indominus Red Silet các bạn. Cái nó bị lọt xuống dưới lòng đất luôn. Cay thật sự. Và mình đã tự trừng phạt mình á. Bạn nào xem video trước thì biết rồi. Mình uống thuốc tự tử hai lần luôn. Kiểu mà giống như là hối hận các bạn. Cái đó là hành động hối hận khi mà lỗi lầm của mình á. Chuộc lỗi lại. Chứ ngu thật sự luôn. Chịu hỏi cái con Indominus Red cái nó lọt xuống cái lòng đất luôn chứ. Thì hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục chịu hỏi lại cái con Indominus Red các bạn. Tại vì cái con Indominus Red Silet đó nó sẽ rất là mạnh. Hãy nghiên cứu thôi rồi. Indominus Red Silet. À, chúng ta còn thiếu tổng cộng là 5 cái chi build nữa nha các bạn. Hơi bị nhiều đấy. Chúng ta cần cái con Red Raptor Viven. Rồi, nói chung là gắng cố gắng gì nè đi lấy mấy cái antifact các bạn, để mà chúng ta chế mấy cái con Oririn á để lấy chi build. Bây giờ quan trọng là làm cái kibble silet trước đi, coi mình chế được bao nhiêu kibble silet à. Uầy, mình chế được tới 20 kibble silet lần nha các bạn, ngon luôn. Kể từ tập này là thấy ngon rồi đó. Rồi, mình cho nó chế tạo đi nha. Trong thời gian này thì mình sẽ cưỡi cái con đi con nào vậy ta? Đi con rồng đi. À, có một vài bạn chỉ với mình cái cách để mà chúng ta có thể là lấy antifact nhanh nữa các bạn. Cái bạn đó tên là cái gì? Ca nha các bạn. Bạn fan đó tên Ca. Tại vì mình thấy cái ý tưởng của em đó hay quá, vì thế là mình đọc tên em đó trên cái video này luôn ha. Cái em Ca đó chỉ mình là chúng ta là chế cái bet đó các bạn, chế cái thách foundation nè. Đó, hai cái. Rồi. Xong rồi chúng ta vô trong hang á, chúng ta đặt cái bet của mình ở trong hang. Rồi xong rồi mình lấy artifact, xong rồi mình tự sát các bạn. Rồi về nhà sử dụng cái bàn này nè. Nó cái pho tượng này nè, để chúng ta lấy đồ mà chúng ta chết á. Thì chúng ta lấy lại. Thì sẽ có cái cục artifact vô, chúng ta khỏi cần bay đi bây giờ. Mình thấy đó là một cái ý tưởng rất là hay á. Vì thế là mình quyết định là nếu mà đọc tên game đó trong cái video này. Nói chung là mấy ông cũng có mấy cái ý tưởng, cũng nhiều bạn fan có mấy ý tưởng nó hay hay các bạn. Đây, để coi coi. Giờ là nhiệm vụ mình là phải đi lấy artifact thôi. Ở trong cái map DLC ở tính xanh này á, thì chỉ có 3 artifact thôi nha các bạn. Chỉ có 3 artifact duy nhất. À, nó nằm ở trong cái ba cái hang động nè. Nó nằm một cái antifact nằm trong hang động này, một cái nằm ở trong hang động sa mạc, một cái nằm ở trong cái hang băng á.
Coi coi hình như là cái này là của mình. À đúng rồi. Cúp lại đi. Đó, đặt ở ngoài thì nó không ổn lắm bạn, vô trong đặt. Đây, chúng ta bay vô nha. Ở vô trong này có thể là bắt mấy cái con Omera được các bạn. Cảm giác ở trong hang này mấy con Omera hơi bị nhiều. Rồi tới nè, bay bằng con gồng này thì cảm giác khó chịu thật sự luôn, nó chóng mặt thì thôi đi. Đấy, artifact. Này nhá. Rồi, để mình coi coi. Mấy ông đặt foundation ở trong này được nữa các bạn. Rồi mình đặt cái foundation bên đây ha. Đặt cái bed ở đây. Ok. Đó, đặt ba cái bed luôn. Trời 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 trời. Nó bị delay, nó giật lại bạn hết hồn. Rồi ok. Happy. Rồi, mấy cái nào quan trọng thì mình lấy đó nha, còn mấy cái nào không quan trọng thì bỏ hết đi. À. Có mấy bạn nói là ở trong cái người cái con Tony nó có cái giáp Matigo này bạn nè, cái giáp này nè, giáp Silet. Đấy luôn. Rồi, mấy đồ này đồ tào lao. Mấy cái thao tác đầu thì nó hơi lằng nhằng tí các bạn. Để coi bây giờ mình sẽ uống cái lọ thuốc độc. Ở trong người mình có antifact đúng không? Rồi, để áp dụng thử cái chiêu của cái bạn đó thử ha. Nói như vậy là chúng ta sẽ đỡ tốn cái công đi tới đi lui các bạn. Thấy vậy cũng hay.
này ha. À, được nha. Được, được, được các bạn ơi. Rồi, artifact. Đó, à, artifact nè. Ok chưa? Indominus Red Silet. Trong cái tập này mình sẽ cố gắng chế tạo cái con Indominus Red Silet này nha các bạn. Chế tạo con Aretavis kia nha. Origin. Rồi, chế tạo con Aretavis trước. Còn Kippo thì bốn mươi bốn kiếp bồ select rồi nha các bạn, mình có 44 kiếp bồ select rồi đó, còn luôn rồi. À, giờ uống thuốc tự sát nào. Đó. Rồi mình sẽ hồi sinh vào đây. Hay da, game lại dễ chứ bạn. Rồi artifact đâu? Biết đâu, quan trọng là cái artifact nó có hiện lên không nữa nè. À, hiện lên các bạn ơi, ngon lành luôn. Trí thật sự đúng không? Game là dễ, game là dễ các bạn. Đó. Chơi này ta gọi là chơi chiêu. Đúng không? Chứ đâu có hack chip gì đâu nha mấy ông. Cái này chỉ là một cái chiêu thôi. Đấy. Rồi nè, có artifact con nè. Ui, cái chiêu này áp dụng được nha các bạn. Xứng đáng đạt triệu like không? Các bạn có thể là comment ở phía dưới, cảm ơn bạn K đó nha. Mai mốt mà bạn nào thấy có cái ý tưởng gì hay hay có thể là comment ở phía bên dưới video này, mình sẽ thực hiện. Nhưng mà điêu tên của các bạn nha. Anti. Anti. Mấy con quỷ này bỏ hết đi. Origin. Cano thì có rồi. Sabino cũng có con vi văn này khó kiếm nè. Văn khai Kugu. Hay không? Các bạn hay ý tưởng hay không? Thổi bay tới bay lui nhức đầu, bay con rồng nó tới lui nhức đầu thật sự. Đó, hồi sinh lên đây. Chơi này mà nhà phát hành game mà gặp mình nữa là bỏ chạy luôn rồi. Nói với tao thì tao thì không ngờ là cái đầu tụi mày có thể là suy nghĩ được gì luôn. Đúng không ạ? Ui. Nó chơi ghét, nhà phát hành game không cho mình lấy cục artifact ở đây luôn các bạn. Hay là có thời gian đó. Hay da, hay là có thời gian các bạn. Con à. Trời ơi, bây giờ sao? Có hiện artifact lên cho tôi không? Hay là để mình càng quét cả thế giới này? Wow rồi đó. Không hiện lên cho tôi này. Thấy không vui rồi đó các bạn.
Mấy con này bay khó chịu quá, nó quánh chỉ là chón cái con Tony của mình á. Gì vậy? Lấy anti-fact kia rồi, cục anti-fact nó không thèm hiện lên luôn. Như vậy là chơi cái chiều này là thấy không ổn rồi. Kỳ vậy ta. Ai à, hiện rồi, hiện rồi, hiện rồi các bạn. Như vậy là hình như là nó có thời gian mấy ông ơi, đúng không? Đó. Rồi nói chứ không có anti-fact cho tôi rồi tôi quậy banh cái hang động này luôn, tôi nói thiệt á. Không có gì có thể ngăn cản cái bước đường của mình nữa bạn. Chứ sợ gì nè, các bạn biết sợ gì không? Sợ mình cái mà hồi sinh tới lui hồi nó đá mình ra khỏi server luôn, nó nói mình spawn đó là lúc đó là căng á. Trời ơi. Vì sự nghiệp to lớn các bạn. Chấp nhận luôn. Anti-fake Indominus Red. Cần con Red. Thiếu Omega Loot rồi. Nhưng mà là phải đi farm Omega Loot nữa. Mình cứ lấy anti-fact trước đi nha các bạn. Hai ba cục nữa. Đúng là nó có thời gian rồi nè, nó không chưa hiện lên luôn rồi nè. Phải đi quanh tạc thế giới một tí hay sao. Đó, có Omega loot nè. Thấy chưa? Bờ loot. Rồi đó, có đồ rồi đó. Tí quay lại ha. Nhưng mà nó spawn không kịp. Mấy con phóng phóng đó thật ra khó chịu lắm nha các bạn.
Ai? ra nha các bạn. Hình như là tầm khoảng chừng 2-3 phút rồi đó là nó sẽ spawn ra. Có nhiều bạn nói với mình là gắn tiêu diệt cái con gì Bionic Giga các bạn. Thì cái con Bionic Giga nó có thể là chế artifact được nữa. Nhưng mà con Bionic Giga giờ không biết ở ngoài tự nhiên nó chờ nào nó mới spawn nữa nè. Nó cũng cái ca đó cũng khó. Hoặc là ở trong cái chủ boss. Để lát nữa nghiên cứu thôi cái trong cái chủ boss này. Mày cứ tưởng đâu có người không. Lắc phải nó cờ lắc cờ to to sẽ vào delay kìa. Đợi mình xíu mà. Ôi. Ôi khó chịu quá. Cản cái đường tôi quá. Đi qua đây cho tao cái coi. Skin quá trời rác rồi các bạn ơi, mấy cái skin rác này một đống. Dominic Red. Hồi nãy là còn thiếu con Red đúng không? Con Red. Rồi, Orin. Con Raptor. Ok. Con Red này. Database. Rồi, mình còn thiếu con Viven nữa nha các bạn. Dominic Red. Red Kaguro. Rồi, chúng ta còn thiếu con Viven nữa thôi. Xác thêm một lần nữa. Nhọc không? Một tập mà mình chết nhiều nhất luôn. Nhiều vãi thôi. Chết liên tục và chỉ có cách này thôi các bạn ta mới có được artifact. Chưa chịu thôi ra luôn rồi. Rồi, mình vô thêm lần nữa, chở cái con chở cái con này ra luôn là ok nha các bạn. À, mình nghĩ là đủ rồi đó, chúng ta đã đủ hết rồi đó. Còn thiếu cái con à, lại thiếu Opera Blood à.
chịu quá nhờ. Rồi ok. Có cái áo này nè bạn, cái áo này tới 9.000 giáp luôn nè. Mình có thể mặc vào cũng được. Nó sẽ tăng cái hiệu ứng tự động hồi máu cho mình. Áo này cũng xịn đó. Giáp này cùi bắp quá bỏ luôn. Nè nón này có 1.600 giáp bỏ luôn. 1.600 giáp bỏ luôn. Phí phạm các bạn. Nhưng mà giờ nó thấp quá rồi biết sao giờ. Bỏ luôn, mình nhiều đồ quá rồi. Này có 1.000 giáp bỏ luôn. Nhiều bạn sẽ nói là anh game offline phí phạm, nhưng mà mấy cái giáp này giữ là cũng không được gì hết, tại vì nó đâu có bị hư đâu. À, chỉ là vài bộ xe cua thôi. Ta cần Omera loot đúng không? Đây, phải chở con này theo rồi. Bảy. Đấy. Đặt cái nha. Đây. Bay vô trong hang rồi mình sẽ lấy lại cái con Tony của mình nha bạn. Rồi xong rồi vô đó gặp Omera thì mình farm Omera luôn luôn. Mà nào xem video ADK của mình mà chưa like thì kéo xuống cả like cái sub giúp mình nha bạn. Nhớ ủng hộ mình nha, like nhiều nhiều vào, tại vì những lượt like của các bạn tin nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà là động lực bự chà bá lửa luôn các bạn để mình làm video. Hy vọng là video này đạt được 10k like nhé các bạn. Hay các bạn kéo xuống like đi, mình đợi này ba giây nhá. Kêu gọi quá, kêu gọi luôn. Được rồi, bạn nào like xong thì cảm ơn các bạn nha. Tôi quên sao tự nhiên tôi phóng xuống gọng thôi. Quái gì? Tự nhiên cái mình phóng xuống con gồng. Ui lắc quá. À đây 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 đây. Mình chỉ giữ lại Blood thôi. Còn mấy này bỏ hết đi. Ok chưa? Thôi 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 thôi, đi đâu đấy? Tạo phản. Con này nó tạo phản. Dạ. Dạ. Là tạo phản thật sự. Giờ đây giết con này lấy Opera loot nha mày. Rồi đam nó bị gì sách đam mà đam thấp quá, để lát nữa mình cho cái con này uống cái loại gì khác nữa này. Đấy trời ơi, các bạn xem nè, thấy chưa, thấy chưa? Ông thấy chưa? Mấy ông thấy chưa? Farm nó phải như vậy. Đó, Blood nè, đó. Đấy. Farm nó phải như vậy.
Silet nó có máu không ta? Thôi thôi thôi. Con Silet thì sao con này chơi không lại đâu. Nhưng mà Omera loot bao nhiêu đó là đủ xài, xài tới Tết Congo luôn chưa hết. Lộ lộ hết tụi nó đi em. Nhọc ghê với tụi này. Con rồng bay mắc dạy như vậy. Nó thấy tụi bị đánh không gì trời. Trời ơi, cái vô trong này khó chịu thật sự các bạn. Hoài luôn á. Trời ơi, ông rồng, ông cố ơi. Tôi cay ông nội này ghê các bạn. Đi xuống đi cha nội. Không có mượn luôn á. Cha nội ơi, cha nội đứng im giùm con một cái. Đúng cặn này không đánh sao vừa mới lại nó cái nó đánh. Cay không? Các bạn xem mà quay video đêm khuya mà cay không? Tàn là báo là nhiều không. Ủa nãy giờ là chưa vô hang nữa đó. Ủa sao mình bay lọt ra ngoài luôn rồi phải nồi à. Lấy thêm được một cái cục artifact nữa nha bạn. Rồi lấy thêm được một cục nữa. Yeah. Đi bộ ơi, về bộ ơi, đi ra các bạn ơi. Bay vô đây ngày ba ngày nào mà các bạn bay vô đây có chừng 100 lần chục lần các bạn buông ra kiểu mà chết luôn á, nó chóng mặt á. Khó chịu phải nổi kiểu mà gì cuộc sống dữ lắm mình mới vô đây mình lấy mấy cái artifact thôi chứ mới bay vô này nó khó chịu dở lắm. Rồi thoát được cái cảnh đó rồi, buồn quá. Ở trên cây nhóc trơn kìa. Hết hồn vào cái đứa con nào đứng đây. Mấy cái bờ lốt này nên để tủ lạnh đấy mày. Nếu thôi nó bị hư.
thiếu còn Vivet. Đấy. Nó lành nhá. Rồi, giây phút quyết định, giây phút chờ đợi tới rồi các bạn ạ. À. À, mình kêu ở đây các bạn, kêu gọi ở đây đi ha. Chỗ này đi, chỗ này bãi đất trống nè. Rồi. Cái con này nó hơi sai sai rồi nè. Nè, nó không nổ lên mà nó có chế độ khiên các bạn. Rồi đó, nó đúng rồi đó. Đó, vậy nó mới đúng nè. Cho mày quánh cái đi. Mình đứng ngay chân chỗ này mình gọi là ok nhất nha các bạn. Phải cố gắng bắt được cái con Indominus Net nha mọi người. Mình nghĩ là chắc chắn là mình phải sẽ bắt được. Hết luôn rồi. Lắc. Lắc chịu không nổi luôn. Có khi nào chăng ra khỏi server ta. Một con. Raptor đi lên đi bụi.
nó bay bay khó chịu quá rồi. Quánh nhưng mà không cho mình túi đồ luôn à. Rồi ok. Ôi, 43 phút rồi bạn. Mình nghĩ chắc tập này cờ em. Này mình sẽ bắt được cái con Indominus Red thôi, hy vọng là không có chuyện gì nó xảy ra với mình nha bạn. Tới nhà mình đã tấn công luôn vậy, gan quá vậy. Chi bill đủ 5 chi bill trong một tập thì kinh dị thật sự luôn á. Mình phải nói là mình để mình luôn các bạn đó. Không vậy mà tôi chế ra được luôn mới ghê chứ. Bộ giáp Origin luôn. Mình sẽ gọi ngay chỗ này cho các bạn. Nó chờ. Rồi, ok nha. Phải coi con này ra đây chút, lần này phải bình tĩnh các bạn. Tôi mà mắc sai lầm giống như tập trước là tôi nghỉ luôn á. Không thể nào chấp nhận được đúng không. Rồi mình đang nổ lên nè, có khiên đàng hoàng nè đó. Thôi mình sẽ gọi con Indominus Red ra đây. 77 triệu, nó còn 720. Ôi giời. Hiệu ứng ghê quá các bạn ơi. Không biết các bạn thấy sao chứ mình thấy cái hiệu ứng này sợ quá. Rồi, ở đây mình có nè. Cái
Rồi rồi rồi, mình được cái bộ giáp Manticore luôn. Ủa bộ giáp Silet. Ôi đây cho các bạn xem nhá, 13.000 giáp nhá các bạn. Cái áo 13.000 giáp với cái quần 6.000 giáp. Xin. Đó các bạn mình làm cái gì? À, mình sợ cái con này á. À, nếu con này ở trên mình có ở trên lưng nó mình có thể là bắn súng được nha các bạn. Có thể là sử dụng cái con đó để ở trên lưng của nó rồi cầm súng bắn được, còn không thì chúng ta sử dụng cọc điện để phun. Mình muốn sử dụng cái con cọc điện phun thử là nó thấm không đây nè. Mà con cọc điện này cũng khá là nguy hiểm nha mày. Tỉnh. Phải cẩn trọng từng cm một. Tại vì tập này phải xứng đáng đạt 10k like với bạn, mình phải bắt nó trong cái tập này thành công mới được. Rồi để coi coi. Em tới 6 triệu turbo nữa các bạn ơi. Khá là ngoan. Cũng sợ lắm nha bạn. Yeah. Yes. Ngon rồi các bạn ơi. Chỉ cần keep ball thôi. Không biết con đó lấy vào máy ta, mình lo lắng quá. Mình đấy đây cái số kiếp bò mà để cho chúng ta bắt nó nữa. Chúng ta phải chơi từ từ các bạn. Tập này hy vọng là các bạn giúp mình like đạt 10.000 để có động lực làm những tập sau nhé. Bất kể một sai lầm nào đó cũng không được phép trong video này đúng không các bạn? Tôi chơi rất là bình tĩnh luôn á, từ tốn phái thôi. Này đúng không? 22 kiếp bộ nhá. Ui. Ui, con này có 440 à. Trời đất ơi. Nó chỉ có 440 thôi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Tính được không? 440 à. Nó yếu thiệt đấy. Nhưng mà kệ. 440. Ôi.
440 thôi các bạn ạ. Kệ đi ha, có để ăn không. Để gánh gỏi cái chúng ta farm mấy cái gì nè. Anti-fake tiếp á. Hơi bị xịn đấy. Kiên rồi. Không biết con này có thể xài kiên không biết. Có kiếp bồ với mày. Rồi có thể để nó lên yên luôn. Ủa để lên vai luôn. Ngon. Cầm. Cầm mà. Đây. Ra test thử cho các bạn xem nhá. Cặp thường cái nha các bạn. Cặp thường chưa nổ. Sáp chín là đầy. Sáp chín rồi nha các bạn. Chiêu lửa nè. Ra, ghê chưa, 26.000. Con này nó cũng chưa được mạnh lắm nhưng mà Silas Indominus Gate là mạnh lắm nha các bạn. Nói chưa mạnh là chưa mạnh trong cái suy nghĩ của mình thôi. So với những cái con như là Demonic thôi chứ thực ra con này mạnh lắm á. Nói, chúng ta tăng lên là nó sẽ rất là mạnh luôn. Rồi, xịn xò. Nhưng mà được rồi. Ui, tập này 54 phút rồi đấy mấy học. Ui, đây có con tàng hình nè. Con này nó có chiêu bắn này cũng phê lắm. Thấy không? Một chiêu ba mà chỉ có một cái phun thôi các bạn. Mà chưa tăng một điểm nào luôn á. Thấy ghê chưa? Cũng hàng xịn đấy. Nhưng mà tiếc có cái là level hơi thấp á. Nó level cao tí như cái chừng rồi. 580 gì đó là nó ngon. Cái này có 440. Mà nó công sức của mình mà cho con này 440. Không tin được luôn á. Trời đi. Ta tạm thời chấp nhận vậy. Đúng không? Ok thôi được rồi, mình tạm dừng video này nha các bạn. Nghỉ tí rồi mình đi luyện cấp cho cái con này ha. Rồi xong rồi chúng ta chiến tiếp tục. Nếu thích series video này của mình thì các bạn nhớ kéo xuống cho mình một like, một lượt đăng ký nha các bạn. Nhớ nhấn cái chuông nếu mà các bạn nào mới đăng ký lần đầu nha. Để nhận được thông báo mới khi mình ra video mới. Rồi tập này chơi cuốn đây, mà tập sau tôi sẽ quanh tạc cả thế giới luôn. Và chúng ta vẫn còn dư kiếp bồ Silas nữa các bạn. Đi bắt những cái con Silas khác, test thử nhá. Tập này mình thấy bắt đầu nó hay rồi đó. Rồi nghỉ ngơi tí rồi mình ra mình làm tiếp tập tiếp theo cho các bạn xem. Bye bye các bạn.